Thưa quý vị, trong ngày làm việc 24 tháng 7, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, buổi sáng Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường, ngay Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2016-2021, Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu sau đó thảo luận ở tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phước, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Các đại biểu sau đó thảo luận ở tổ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.